Thưa quý vị, sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự có Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Thời gian qua, việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và chỉ thị số 05 tại Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng được triển khai nghiêm túc trong toàn Đảng bộ khối. Công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu. Nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đã được tăng cường. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thường xuyên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng của từng chi bộ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, thực sự xem công tác đảng là vấn đề then chốt, vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị hiện nay. Trong đó, đặc biệt chú ý về nguyên tắc tổ chức, phương thức sinh hoạt đảng, phương thức lãnh đạo của đảng trong nội bộ các cơ quan, tránh tình trạng buông lỏng, xem nhẹ công tác đảng, công tác cán bộ. Tránh cái việc là một là chúng ta buông lỏng, chúng ta xem nhẹ công tác đảng, nhất là trong vấn đề về công tác cán bộ của cấp ủy của các cơ quan. Hoặc ở chiều ngược lại là chúng ta bao biện, chúng ta dài tay vào những cái nhiệm vụ chung với tư cách giám đốc là một thủ trưởng trong cơ quan điều hành. Thì đề nghị các đồng chí cũng hết sức quan tâm đến vấn đề này để mà chúng ta thực sự đạt đúng tầm, đúng vị trí và đúng vai trò của công tác đảng trong cơ quan, nhất là trong các tổ chức cán bộ trong cơ quan của mình. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả trong việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và chỉ thị số 05, tránh bị hình thức, chung chung, thực sự lan tỏa những giá trị của các nghị quyết chỉ thị này đến từng đảng viên, từ đó đưa việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn đảng bộ. Đề nghị cái làm theo của chúng ta phải thực chất, nói ít thôi nhưng mà rõ ràng là phải có sự chuyển biến. Và để có nhận thấy được sự chuyển biến như thế thì chúng ta phải tổ chức đánh giá, giám sát thông qua sinh hoạt chi bộ, thông qua kiểm điểm cuối năm, thông qua cái đánh giá tổ chức đảng để thấy được cái sự chuyển biến trong làm theo này. Dịp này, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố tổ chức trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên và trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 3 đảng viên, đồng thời vinh danh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12.